À, làm sao để giữ trạng thái không tham sân si Đối với nhân viên khi làm việc không hiệu quả Nói hoài cũng không thay đổi Làm ảnh hưởng tới công việc à, Con cũng hay khó chịu Có lúc không kiềm chế sẽ chửi nhân viên khó nghe luôn à, Biết sai à, Biết biết sai rồi thì nhịn cái miệng mình lại biết, biết mình giận rồi thì nhịn cái miệng mình lại thôi À, hơn nữa ở trong kinh giáo thoại thì caller Việt có một vài lời đề nghị như thế này. Đó là mình coi coi thứ nhất á, là cái mình đã có phúc lợi tốt cho nhân viên hay không từ lương thưởng nè, à nghỉ à, nghỉ nè, à, rồi các cái um, những phúc lợi cho nhân viên á. coi coi là mình có tốt hay không thí dụ như mặt bằng chung của xã hội thí dụ như họ trả 100 đồng, mình trả 110 đồng. Ví dụ như vậy thì nhân viên nó sẽ quý công việc nó sẽ quý công việc này phúc lợi của mình nếu như phúc lợi của mình từ bằng cho đến hơn những chỗ khác thì nhân viên họ sẽ quý công việc này và chính vì họ quý công việc này đó thì họ sẽ trân trọng đó và họ không có làm những cái chuyện mà mình phải dễ mất việc họ không muốn mất việc đâu và một cái nữa là mình bố trí công việc phù hợp ví dụ như là họ cái sức họ làm được 8 điểm thì mình bố trí công việc phù hợp với 8 điểm đó của họ, bố trí công việc phù hợp với cái khả năng của họ, rồi coi coi là mình đã có cái cho họ nghỉ ngơi, rồi cái những cái thưởng thêm, những cái phụ, những cái thưởng thêm phù hợp hay chưa? Mà ở trong kinh tạng có lời đề nghị đó là khi mình có những cái thu nhập thêm, mình có những cái món ngon có những cái món hời, những món tốt thì mình nên chia sẻ với nhân viên của mình. À, ở đây sư thấy có một lần sư nghe bên thế giới di động đó họ, họ chia sẻ đó là thí dụ như một tháng à, cái quý đó là họ lời bao nhiêu đó tiền đó là họ chia cho nhân viên, họ thưởng nhân viên thưởng không cần lý do à, là bởi vì tháng này à, thì tôi lời ra thêm như đó đó tôi thưởng cho quý vị thì người ta sẽ khuyến khích ha, tốt với công việc của mình hơn. À, rồi à, đó là chia sẻ lợi nhuận với nhân viên và một cái nữa là ngay từ đầu chúng ta nói rồi khi giận thì mình ngậm miệng mình lại giận thì đừng có nói à, à đó nó là nóng mất ngon mà giận mất khôn đó à, thì mình chỉ đơn giản như vậy thôi chừng nào mình hết giận rồi mình muốn mở miệng mình nói gì thì nói vì biết cái ấm trà đó thì nó luôn luôn nó gót trà ra cái cái ly cái chung trà còn không bao giờ mà cái cái ly trà đó, nó gót ngược lại cái bình trà đó mình làm trên như vị thế mình làm chủ rồi mình làm ship mình đừng có nghĩ nhân viên nó làm gì cho mình mình tốt nhất là mình nghĩ mình nên nghĩ mình đã làm gì được cho nhân viên bác phạm nhật vượng bác nói một câu rất là hay là cái người nhân viên của mình á mình đã xài họ đúng chưa mình đã xài họ một trăm phần trăm cái tài của họ chưa cho nên có khi mình là để nhân viên không đúng cái bộ phận của họ thì họ làm không được việc hoặc là gặp nhân viên cái dạng là mình mà sai mày tao làm sướng hơn thì thôi mình cũng di du đi kệ okay. cho làm những cái việc nhẹ nhẹ để mình thương tưởng đến chúng sanh đi <laughs> có chúng sanh rất là thiểu trí thì mình thương tưởng đi bưng hồi đó sư á đó sư kiểu bưng mì chưa bưng 10 chén 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 cái ly đó là phải bể hết cái mới là ông sư à. mới là mới là sư á chứ mà bữa nào mà bưng 10 cái á, mà còn 10 cái là giống như trái đất hình tròn vậy đó giống như phát hiện trái hình tròn hết hồn thì có những người họ họ làm việc rất là cái dạng là cẩu cẩu thả rồi họ làm cho mình bực bội thì mình cứ nghĩ mình cứ nghĩ là là mình thương tưởng đến họ đi bây giờ có câu chuyện là về cái vị thầy đó chuyên có nhiều đệ tử thì có một đứa nó tối ngày nó ăn cắp thì cái nhóm sư huynh sư đệ mới hùng lại nhau mới nói với phụ là đuổi nó đi đi thì sư phụ nói các con đi đi chứ này ở với thầy á tại vì nó đi đâu á nó không có ở được với ai chứ có con ngon lành rồi thì các con ở được với những người khác đi đâu cũng ở được còn này nó không ở với thầy được là nó không đi đâu được hết mình nghĩ nè mình biết phật pháp và mình tu nè mình có tâm từ với chúng với họ với người đó nè cái người nếu mà họ có cái tánh bập trực bê tha mà làm tới nó không ra gì hết á mà mình 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 không chứa họ là coi như là có thể họ đi chỗ khác họ bị đủ việc hoài luôn á thì mình thương tưởng mình tới họ đi giống như là cái bình trà mà cái này tốt cho mình á tốt cho lưng hồi tốt cho cái, cái đường tương lai của mình đó mốt có trái cái công ty nó cũng <laughs> kêu kêu uh, chữa trái cho mình á chứ còn mà mình ép nó quá mua nó đốt luôn đó chứ thấy cháy nó bộ không thấy thì cái này á nó chơi thôi nhưng mà mình nên có lòng thương tưởng đối với cái người họ thiếu cái về cái cái, cái, trí tuệ như vậy họ làm nhiều khi thứ hai nữa là gì mình nghĩ đi nó vậy nó mới làm lính cho mình về mới làm ship chứ nếu mà nó ngon hơn như mình nó không đi làm lính mình đâu <laughs> cho nên cứ từ bi với họ đi Nói chứ, nhưng mà nhân quyền nó, nó quấy quá thì mình không cũng phải nữa không xài nữa thôi. Tôi chửi gì mắc nghiệp? À, nó gi giống như cái bài kinh mà dạy ngựa đó, Đức Phật nói là, à, giống như là bây giờ, ai, sư Tống tắt thôi, ha, ai mà ưa nghe vỗ ngon vỗ ngọt á, thì Đức Phật nói ngon ngọt cho họ nghe. Ai mà cần phải nói cái lời cứng rắn, nhớ nha cứng rắn chứ không phải là thô lỗ nha. Nó khác nhau. Ai cần nói là cứng rắn thì Như Lai sẽ nói lời cứng rắn cho họ nghe. Còn ai á mà cần phải kết hợp lúc thì ngon ngọt, lúc thì cứng rắn thì Như Lai sẽ lúc thì ngon ngọt, lúc thì cứng rắn cho họ. Nhưng mà ai mà sao cũng không được hết thì Như Lai giết luôn. Tức là không để ý tới họ nữa. Mà còn đối với quý vị thì nó tương ứng với cái chuyện là mình không có xài họ nữa, đơn giản như vậy thôi. À, nhưng mà nhớ nha, à, mình nghiêm khắc, cứng rắn chứ không phải là thô lỗ và sân hận nha. Nó khác nhau. À.